bình thường là sản phẩm đó là mang tích của chuyện bình thường hoặc ghi nhận và đồng chuyện để các bạn kiếm gì. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh của hội chợ Á Châu trong chương trình tin tức cộng đồng. Và thưa quý vị, và tiếp theo đây xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình hội chợ tiền Teresa giúp các cụ già nghèo tại Việt Nam. Lạy Chúa, con hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Xin Chúa đánh động lòng bác ái của mỗi người để mở tay giúp những ai khốn khổ có hai bữa cơm no. Nhờ cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lúc tập con làm gì đó? Tập lăn. Dịch nè. Nó nè nè cái biết nè nha, không biết không biết mua qua gian hàng từ thiện tối thiểu